Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 3 lời khuyên dành cho những người bị viêm nha chu nếu như không muốn bị mất răng sớm. Các bạn cùng lắng nghe nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là San San, mình đến từ hệ thống nha khoa Hồng Cường. Viêm nha chu là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất răng hàng loạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính thẩm mỹ. Đây là một bệnh lý răng thường gặp, tuy nhiên nhiều người trong số chúng ta vẫn còn chủ quan về cách vệ sinh răng miệng dẫn đến những hậu quả thật đáng tiếc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 3 lời khuyên dành cho những người bị viêm nha chu nếu như không muốn bị mất răng sớm. Đầu tiên là hãy đánh răng thường xuyên. Điều quan trọng nhất là hãy đánh răng hàng ngày vào sau bữa ăn và trước khi đi ngủ để loại bỏ mảng bám, vi khuẩn bám trên bề mặt răng và kẽ răng. Hãy tìm hiểu thêm về cách vệ sinh răng miệng như nước súc miệng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng và hãy sử dụng chỉ nha khoa để loại bỏ thức ăn còn sót lại trong kẽ răng. Thứ hai là hãy giữ thói quen ăn uống, sinh hoạt lành mạnh. Nên ăn nhiều trái cây, rau xanh. Hiện nay nhiều người thường xuyên dùng các thực phẩm không tốt cho sức khỏe răng miệng, trong đó có thói quen hút thuốc lá hay sử dụng các đồ uống, đồ ngọt, cà phê, rượu bia, hình thành nên các mảng bám, tạo điều kiện tốt cho vi khuẩn xâm nhập, gây hại cho nướu và gây ra bệnh viêm nha chu. Người thường xuyên bị stress, căng thẳng cũng làm khả năng miễn dịch kém đi, tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập, phát triển cũng là một trong những lý do gây ra bệnh viêm nha chu. Thứ ba là hãy lấy cao răng định kỳ. Các bạn nên đi lấy cao răng định kỳ 6 tháng một lần. Hậu quả của việc không lấy cao răng ở mức độ nhẹ sẽ là viêm nướu nguy hiểm hơn nếu không được điều trị. Cao răng có thể dẫn đến viêm nha chu, khiến cho các mô nha chu có tác dụng nâng đỡ và giữ ổn định trên răng sẽ bị suy yếu, không thể giữ được răng, dẫn đến mất răng. Vì vậy, hãy đến nha sĩ để kiểm tra răng miệng 3-6 tháng một lần. Và một điều nữa là đừng quên like và subscribe kênh Nha Khoa Hùng Cường để nhận được nhiều kiến thức bổ ích về chăm sóc răng miệng các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Xin chào. Nha Khoa Hùng Cường, vì sức khỏe nụ cười của bạn.